Vừa qua, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Grab Việt Nam vừa chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng hai công trình ngầm tràn Điểm Hủy Lạng thuộc bản Hủy Bết, xã Nậm Hàng và cầu liên hợp đập tràn tại bản Nậm Ô, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn. Đây là công trình thứ 7 và thứ 8 thuộc dự án xây cầu đến lớp do Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và Grab Việt Nam phối hợp triển khai với mục tiêu tạo điều kiện cho trẻ em vùng khó khăn có cơ hội đến lớp thuận tiện, an toàn, cũng như cải thiện môi trường sống, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời góp phần thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Dự án là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện sứ mệnh Grab vì cộng đồng của Grab tại Việt Nam. Nậm Ban và xã Nậm Hàng là hai xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Nậm Nhùn, dân cư thưa thớt, thành phần dân tộc thiểu số chiếm đến 95%. Địa hình bị chia cắt mạnh bởi các hệ thống, khe suối, giao thông đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa lũ. Hơn 1.200 học sinh, trẻ em và thầy cô giáo tại các điểm trường hàng ngày phải đi qua khu vực nguy hiểm, không đảm bảo khả năng thoát nước, thường xảy ra hiện tượng sạt lở, đứt gãy vào mùa mưa, không chỉ ảnh hưởng đến quá trình học tập và giảng dạy của thầy cô giáo và các em học sinh, những con đường này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người dân địa phương và các phương tiện đi lại. Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Vũ Tiến Hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Nhùn cho biết, hai công trình có ý nghĩa đặc biệt với nhân dân và các cháu học sinh ở hai điểm đảm bảo sự đi lại an toàn cho các cháu, nhất là vào mùa mưa lũ. Bên cạnh đó cũng tạo động lực cho các cháu đến lớp chuyên cần, từ đó nâng cao chất lượng học tập, có cơ hội lĩnh hội kiến thức để làm chủ cho tương lai. Cây cầu cũng góp phần tạo điều kiện để nhân dân giao thương, đi lại, buôn bán các sản phẩm của mình, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống của nhân dân. Hai công trình cầu liên hợp đập tràn đã được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí thực hiện là 2,1 tỷ đồng, trong đó 1,7 tỷ đồng do Grab Việt Nam và người dùng Grab ủng hộ, cùng với 400 triệu đối ứng từ địa phương. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ giúp hơn 7.000 em học sinh, giáo viên và người dân của hai xã Nậm Ban và Nậm Hàng đi lại an toàn, thuận lợi, tạo điều kiện cho giao thương hàng hóa, đưa kinh tế địa phương phát triển.